Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kinh MVP ha. Hôm nay thì mình tiếp tục quay trở lại chia sẻ đến các bạn một cái nội dung nó liên quan đến dâu tây. Bây giờ thì đến qua gọi là nửa tháng 4 rồi các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là dâu tây rồi cái vườn dâu tây và cái chậu dâu tây của chúng ta bắt đầu nó cỗi đi và nhìn nó xấu đi các bạn nhá. Và có nhiều bạn thì sẽ có bắt đầu cảm giác là chúng ta chán nản ha. Nhưng mà không sao các bạn nhé. Thì mời các bạn tiếp tục xem video để chúng ta cùng chia sẻ các bạn nhé. Bởi vì các bạn sẽ có một cái cảm giác đó là khi mà nó xấu thì chúng ta vứt bỏ cái xấu. Nhưng mà không phải đâu các bạn. Các bạn hãy kiên trì cùng mình nghe, mình chia sẻ. Nếu mà các bàn nào không ngại kiểu như là đàn ông nói nhiều các bạn nhé. Video của mình thì là view chia sẻ cho nên mình sẽ nói theo cái kiểu như là biết gì nói đấy đó các bạn. Đây là những cái dâu tây Nhật Sachinoka các bạn nha. Cái này thì ở ngoài đường các bạn. Cô này có trong ngoài đường. Khi mà dâu đến hết mùa đó các bạn, thật là nó trái mùa thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Bởi vì cái đấy là cái điều kiện thổ nhưỡng mà các bạn ha. Cái điều kiện thổ nhưỡng thời tiết nó mang lại cho cái cây nó như vậy. Thì cái đấy thì cái cây của chúng ta nó sẽ xấu đi. Và dần dần nó sẽ cỗi, và đôi khi mà chúng ta không để ý thì nó có thể nó chết và khô héo đi. Thì với những cái người ta không yêu thích và người ta không có đam mê nhiều thì người ta sẽ bỏ, và kiểu như là người ta phải thì sang năm thì người ta sẽ tìm cái chậu dâu khác người ta về người ta trồng. Nhưng mình sẽ làm cái video này để chia sẻ và nói cho các bạn một vài những cái vì sao chúng ta lại phải giữ lại những cái chậu dâu tây xấu như thế này các bạn nhá. Thứ nhất thì theo cái quan điểm của mình nha các bạn, cái cây hoặc là bất kể những cái con gì cũng được thì con người chúng ta cũng thế. Ví dụ như các bạn mà đã trồng những cái dâu mà ở vườn mà nó phát triển như thế này các bạn này, thì các bạn cố gắng giữ lại, có nghĩa là dây rách để giữ lấy lề đó các bạn. Có nghĩa là cái cây mà nó đã thuần với cái đất đai thổ nhưỡng, cái nước ở chỗ khu vực đất đai nhà mình rồi á, thì các bạn có biết không, nó rất dễ phát triển, rất là nhanh. Ví dụ như là nếu như mà cái ngó này các bạn này, các bạn cắm cái xuống là nó phát triển nhanh. Nhưng mà chắc chắn nó trái mùa đó các bạn, là các bạn chỉ giữ cây thôi nhá. Chứ còn các bạn mà chờ nó xanh tốt mượt mà như cái bắt đầu từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì cái mùa chính vụ nó không có đâu các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu được quy luật nhá. Hiểu được quy luật của cây cối và thực vật là nó như vậy. Chứ chúng ta thấy xấu chúng ta bảo thôi bỏ đi là không có được nhá các bạn nhá. Các bạn phải kiên trì. Đấy thì cái lợi thế là như vậy. Cái lợi thế thứ hai đó là chúng ta có cây để vụ sau chúng ta trồng đúng không ạ? Không phải tốn tiền, mặc dù là nó 15 20 nghìn hay là bao nhiêu một cây, nhưng mà các bạn nhân giống ra thì nó cũng rất là đỡ các bạn nhá. Đấy. Cái quan điểm là đừng bao giờ chê những cái đồng tiền lẻ các bạn nhá. Biết trân quý từng ngàn một các bạn. Cho nên là rất nhiều những bạn mà được mình tặng hạt dâu tây á, thì mình nói các bạn là các bạn có khả năng được trả được cái tiền ship không, nó 30 mấy nghìn á, thì mình tặng các bạn là tặng miễn phí mà. Thì các bạn cũng có một chút tiền để nhận tiền cái ship hạt dâu đó. Thì một số bạn kiểu như là chưa có thu nhập thì các bạn cũng cảm thấy là mấy chục ngàn, nhưng mà nó cũng rất là cũng là rất là quý đó các bạn. Thì mình cũng mong muốn là các bạn chia sẻ cùng mình ha. Đấy thì chúng ta hãy tiết kiệm từng đồng các bạn nhá. Đấy, có nghĩa là cứ keep on đi, nói chung là đúng kiểu các bạn nhá. Cái gì đáng tiết kiệm thì chúng ta tiết kiệm. Đó là có nghĩa là chúng ta trồng dâu á thì chúng ta giữ được giống thì chúng ta tiết kiệm được tiền ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là giữ được cái cây dâu nó ở trên cái nền tảng đất đai thổ nhưỡng khí hậu ở cái vùng thời tiết ở khu vực nhà mình. Chứ còn ví dụ như mà các bạn muốn để sang năm để kiếm cái dâu ở vùng khác về trồng là mình nói rồi các bạn nhá. Cái dâu nó chuyển vùng là nó cũng bị lạ nước lạ cái. Chúng ta cũng phải thuần một thời gian này ha. Thuần một thời gian rồi không biết là nó có cái có được ý là nó bắt đầu nó có tốt như cái dâu của mình trồng không. Nhưng mà mình chắc chắn là những cái chậu dâu các bạn đã từng trồng ở vườn rồi á, các bạn nhận ra là rất là tốt. Thì cái cách nhân giống thì của mình nhá, hoặc là như ở đây thì có một cô hàng xóm này các bạn thấy này, là cái mùa dâu á thì cái mùa tới ở Tây Nguyên á, các bạn biết là nó mưa rất là nhiều các bạn nhá. Nó mưa rất là nhiều. Nếu như các bạn muốn mà có dâu mà trái mùa á, thì các bạn nên làm che mưa cho nó các bạn nhá. Nhà màng á che mưa thì mình nghĩ là cái mùa nó vẫn ra trái mùa. Ví dụ đây là Nhật Sachinoka các bạn thấy này, nó vẫn ra hoa trái mùa các bạn nhá. Nhưng mà các bạn với điều kiện là phải che mưa các bạn nhá. Thì theo như mình biết ở cái kênh của anh Hoàng là một trong những cái kênh mà cũng hay bán giống dâu tây đó, thì anh ấy nói là mùa hè nó cũng có quả. Thì mình cũng xác nhận là cái việc có quả, nhưng các bạn phải chăm sóc đặc biệt nha các bạn nhá. Cái gì mà khác người thì chúng ta phải có cái cơ chế chăm sóc tốt hơn nhá.
Rồi thì cái chậu dâu mà chúng ta muốn giữ thì đương nhiên thôi, các bạn phải giữ là cái vấn đề là cái đất của các bạn trong chậu là nó phải thoát nước cái mùa mưa đó các bạn hả. Cái mùa mưa thì nó thoát nước thì các bạn phải cho nó thoát nước, còn mùa khô thì các bạn phải để ở dưới gốc. Nếu mà ở cái khu vực của bạn nào thành mùa hè thì các bạn cố gắng để cho khu vực mát hả? Mát có bông râm để chúng ta giữ độ ấm thì cây dâu nó vẫn phát triển các bạn nhá. Đấy, bởi vì mỗi vùng miền khác nhau chứ còn các bạn cũng không thể đặt được, bởi vì như mình ở Tây Nguyên thì mùa mưa nhưng mà các bạn phía Bắc thì là mùa khô, mùa hè đấy, mùa hè nắng nóng đấy. Chúng ta phải cố gắng giữ làm sao giữ được ha, bỏ ra một cái chỗ nào cái góc chuối, cây chuối, bụi chuối ở trước đó, cho nó mát mẻ chúng ta giữ. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải giữ cái các bạn phải dọn cây các bạn nhá. Các cái lá mục cái nó dày này các bạn, nó mục lá vàng này thì nó cũng là một cái tiền đề để nó gây cho cái cây mà nó bệnh tật này đấy, và nó làm cho cái cây bắt đầu nó mục đi, nó mục và nó làm cho nó thối nhũn và nó gây ra chết hàng loạt đấy các bạn nhá. Đấy, thì cũng không có cũng không phải phải cái gì cao siêu đâu, nhưng mà các bạn hãy thực hiện cái việc là dọn cây. Ví dụ mình thấy cái lá vàng này đấy, đấy các bạn nhá, lá vàng này các bạn dọn đi ha, đừng có để nó ủ mục. Ví dụ nó thối mà nó kiểu gặp mưa xuống thì nó ủ mục và nó, các bạn biết rồi ha, nó hoa mục của nó sinh ra nấm bệnh rồi cái nó phân hủy, cái khả năng phân hủy của chất hữu cơ thì nó làm cho cái cây của chúng ta là nó cũng thối, nó mục theo các bạn nhá. Đấy thì chúng ta chỉ để cây thật thoáng và cái mùa ở chỗ nắng, nói tóm lại là ở cái khu vực nắng nóng thì chúng ta để mát các bạn nhá, nắng nóng để chúng ta để mát. Còn khu vực mà mùa mưa thì chúng ta dọn cây cho nó thoáng và chúng ta giữ là thoát nước. Còn nếu mùa khô chúng ta phải tưới nước, và nếu mà cây nó vẫn phát triển tốt thì chúng ta tiến hành nhân ngó, để cái thời gian mà nó không có quả chúng ta nhân ngó, bởi vì cái mùa không có quả thì nó tập trung nó nuôi ngó, nuôi ngó thì chúng ta cái có khả năng chăm sóc thì nó tốt hơn. Thì trước khi đấy chúng ta cứ thực hiện là cái việc mà thấy nó hơi xấu thì hơi ngã sang màu vàng, chúng ta tưới một chút NPK nha các bạn nha. Đấy, và các bạn lưu ý giúp mình là tất cả những cái phần hữu cơ chúng ta đều phải ủ hoai mục đó. Còn mình thì mình không có dùng phân bón lá. Các bạn mà dùng phân bón lá phụt vào lá thì các bạn phải hết sức lưu ý và phải có cách, và chúng các bạn phải phun trả lại nước lá vào ngày hôm sau các bạn nhé. Mình đang nói chuyện thì có điện thoại các bạn, mình xin lỗi các bạn là thì đấy, nói chung nó xấu thì nó xấu các bạn nhé, các bạn nên giữ lại ha, giữ lại bằng cách là cứ có nghĩa là mình cứ giữ lại cái giống để sang năm nó phát huy cái việc mà nó đã được thuần ở cái vườn nhà mình. Đã giữ lại cái gốc và mình nghĩ là nó sẽ ra ngó, nó không có lãng phí cái thời gian chăm sóc của các bạn đâu. Thì các bạn cố gắng các bạn nhá. Đấy, ở đây thì ví dụ như cái giày này các bạn dọn dẹp cái này nhá. Đó, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video và kính chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhá. Bye bye.